Thưa quý vị, cách đây 72 năm, thực hiện nghị quyết của Đại hội lần thứ 2 của Đảng về việc xuất bản một tờ báo lấy tên là Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng thay cho tờ Sự thật. Ngày 11 tháng 3 năm 1951, số báo Nhân dân đầu tiên ra mắt bạn đọc. Trong những năm qua, báo Nhân dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng ta, hoàn thành xuất sắc vai trò là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Cách đây 72 năm, tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 đã quyết định xuất bản báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng, thay cho tờ Sự thật. Tờ báo là cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Đảng. Nhiệm vụ, nội dung cơ bản của báo Nhân dân là tuyên truyền cổ động, tổ chức toàn dân đoàn kết, đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi. Báo đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đường lối chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, mang lại nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ. Ngày 11 tháng 3 năm 1951, báo Nhân dân ra số đầu tiên, 6 trang. Lúc đầu, báo ra theo tuần, sau đó tăng kỳ và thành nhật báo. Cuối năm 50 thì anh em chúng tôi là khoảng độ 20 anh em là của xưởng in Quyết Thắng, được lệnh tháo máy, rồi cùng với dân quân khiêng vác đồ đạc từ cái địa điểm nhà in cũ là ở xã Canh Nậu, ở Thượng Yên Thế, Bắc Giang. Đi mấy hôm, đêm đi ngày nghỉ, thì lên đến nơi thì chúng tôi được cùng tập hợp với cái nhà in Ấn Loát 3 của Bộ Tài chính và nhà in của Tổng Công đoàn. Tổng cộng có khoảng ngót nghét độ gần 100 người. Từ một tờ báo in ban đầu, đến nay báo đã có nhiều ấn phẩm với các loại hình truyền thông như Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, Nhân dân điện tử. Thời nay, Truyền hình Nhân dân, hãng phim tài liệu và điện ảnh Nhân dân. Với sứ mệnh là lá cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam, báo Nhân dân luôn bắt kịp sự thay đổi của báo chí hiện đại với xu hướng đa nền tảng và chuyển đổi số mạnh mẽ, với mục tiêu lấy độc giả làm trung tâm. Báo Nhân dân điện tử thay đổi từ nội dung cho tới giao diện với các loạt bài long form, e-magazine, cách trình bày hấp dẫn, ấn tượng. Fanpage báo Nhân dân và Truyền hình Nhân dân thu hút số lượng lớn độc giả follow với những thông tin cập nhật từng giờ. Không nằm ngoài xu hướng phát triển của báo chí, ngày 1 tháng 9 năm 2021, báo Nhân dân đã chính thức ra mắt chương trình phát thanh với tên gọi Radio Nhân dân trên các nền tảng podcast. Với mục tiêu đưa thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước tới đông đảo thính giả trong nước và nước ngoài, bổ sung thêm kênh tiếp cận từ báo Đảng lớn nhất của đất nước cho công chúng. Radio Nhân dân nhanh chóng đã ra mắt được 3 chương trình, đấy là chương trình đọc truyện và chương trình bản tin tức thời sự, và một chương trình nữa là một chương trình dân tộc và tôn giáo để phục vụ các đồng bào dân tộc thiểu số. Thì với 3 chương trình này thì cái sự phủ sóng của Radio Nhân dân đã hầu như là trên các nền tảng của mạng xã hội và của các cái kênh thông tin, và được đón nhận rất là nhiệt tình, rất là gắn bó. Báo Nhân dân này cũng đã xuất hiện trên kênh TikTok với đối tượng khán giả trẻ. Kênh YouTube Truyền hình Nhân dân hiện đã có hơn 2 triệu người đăng ký. Sự vào cuộc nhanh chóng và bài bản của báo Nhân dân chính là lời khẳng định cho xu hướng đúng đắn này, cho thấy báo Đảng sẽ thực sự dẫn dắt sự thay đổi trong phương thức, tư duy làm báo hiện đại, đưa dòng chảy chính của những giá trị văn hóa tinh thần và thông tin chính thống bằng nhiều hình thức tới các công chúng của kỷ nguyên số, đúng với sứ mệnh của tờ báo Anh Cả trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chuyển đổi số không phải chỉ đơn giản là số hóa các nội dung đưa lên nền tảng số, mà phải tạo ra cả một quy trình sản xuất mới mẻ, tạo ra những sản phẩm thông tin mới mẻ, và thậm chí tạo ra cả một cái văn hóa trong tòa soạn cho nó phù hợp với cái môi trường chuyển đổi số. 72 năm là một chặng đường dài, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lịch sử vẻ vang đó sẽ mãi là nguồn động lực quý báu, giúp các thế hệ người làm báo Nhân dân hôm nay vững bước tiếp tục sự nghiệp của các thế hệ cha anh để đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đến với đồng bào chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc. Từ biển xa đến rừng sâu, từ nông thôn đến thành thị, phóng viên báo Đảng có lệnh là đi, không quản ngại hiểm nguy, gian khó, chủ động sáng tạo phát hiện các vấn đề từ cuộc sống sinh động. Trong mỗi ấn phẩm của báo đều thấm đẫm máu, mồ hôi, công sức, trí tuệ và lòng nhiệt thành của lớp lớp người làm báo Đảng. Họ đã viết tiếp trang sử vẻ vang của báo Nhân dân.